Và sau đây chúng ta sẽ chứng kiến một màn solo kinh điểm của người mạnh nhất tiên giới và người mạnh nhất hạ giới. Ngươi nói ta quỳ xuống sao? Ha ha, ngươi ảo tưởng quá rồi. Cả đời của lão tử chỉ quỳ trước người chết. Nhất Dương chỉ phiên bản tăng cường, Trường An phóng chiêu cực mạnh về phía vực chủ Huyền Vũ. Vực chủ đã chặn được công kích. Hừ, tham dò thì miễn, có bản lĩnh thì lấy hết bản lĩnh của ngươi ra đi. Kỳ lạ, cùng là vực chủ cảnh, thực lực của hắn lại hơn xa cổ phân thân này, muốn thắng sợ rằng vẫn phải dựa vào lĩnh vực mới được. Hệ thống, huyền vũ tiên vực phải mất bao lâu mới rơi xuống lĩnh vực vô địch hệ thống thông báo dựa vào tốc độ rơi của tiên vực sẽ cần 10 phút vậy thì chơi với hắn 10 phút ở trong lĩnh vực vô địch mình dạy dỗ hắn làm người sau giá trị của con dê béo này khác với những tên lâu la kia chưa kịp nghĩ xong thì vực chủ đã phóng một đóa hoa sen màu đen đến tấn công trường an Gây rồi từ khi nào đóa hoa sen bay tới rất nhanh trường an có lẽ không kịp phản ứng hoa sen va chạm vào phân thân của trường an tạo ra vụ nổ vô cùng lớn định luật có khói thì không tổn thương mình đã biết khí tức vẫn còn hắn sẽ còn ra tay ám lên khiến hắn lầm tưởng phương hướng chỉ có thể giết về phía trước một khi lộ mặt mình lập tức giết hắn thực lực của mình mạnh hơn hắn nhiều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nghĩ xong trường an từ bên dưới nhảy vọt lên áp sát vực chủ dùng một đấm đấm thẳng vào mặt hắn khiến hắn mất thăng bằng bay vào những vách đá đang rơi mày thích đánh lén đúng không lão tử có thể làm tổ sư gia của ngươi Trường An dùng đại uy thiên long đánh hết lực xuống, nhưng vực chủ cũng không phải dạng vừa, dùng tay đỡ lấy ngay sau đó và quát lớn, vô dụng thôi. Giữa ta và ngươi, tranh lệch cực lớn, sự phản kháng của ngươi chỉ là mũi. Ngược lại thì nhục thân tiên lực của ngươi, ta rất hài lòng. Đúng là quá tự cao rồi, có tí thực lực thì ra vẻ à. Vậy thì bá dô đây mà nút. Hai bên đánh nhau lòng trời lỡ đất. Những tản đá xung quanh đều vỡ nát ra từng mảnh. Lúc này, tại hạ giới, dân chúng bị thương rất nhiều. Đồ đệ của trường An đang chữa thương cho người dân lúc này người dân phát hiện các, các ngươi nhìn trời trời sập rồi vô vàng những tảng đá từ tiên vực rơi xuống khung cảnh giống như quân mỹ thả bom việt nam mình vậy mọi người hoảng hốt đó là thứ gì đang rơi xuống vậy mà nó ta bị hoa mắt rồi à ta hình như nhìn thấy châu chủ ở bên trên ta cũng nhìn thấy ngày ấy đang chiến đấu với tiên nhân ta không bị hoa mắt đấy chứ bạch nguyệt tỷ tỷ hiện nay các châu từ núi phi tiên tới bên ngoài vân châu đều đã bị hủy diệt sư phụ phân thân lên thường giới chúng ta cũng không biết tình hình phải đưa ra dự tính xấu nhất mau mau mang bản thể của sư phụ vào những không gian tu di trốn trước thứ đó một khi rơi xuống cả cửu châu sẽ nghênh đón ngày tận thế tiên vực huyền vũ rơi đến lĩnh vực vô địch còn lại thời gian một phút quần đấu thời gian dài như vậy tên này vậy mà không hề tổn hại đây vẫn là lần đầu mình gặp phải đối thủ mạnh tới khó tin như này như vậy mới thú vị kinh nghiệm chiến đấu được ma luyện rồi nhìn không ra cổ phân thân này của ngươi còn khá giỏi chịu đòn đấy không có tiên lực thì không thể đánh một trận với ta đâu tiện dân sao có thể thắng được thần chứ kết cục của ngươi chỉ có một con đường chết vực chủ phát ra chiêu thức bắt hoang thần đao chạm chém về phía phân thân phân thân của trường an lúc này có vẻ đã đến cực hạn rồi tiên vực huyền vũ rơi đến lĩnh vực vô địch còn lại đếm ngược 10, 9, 8, 7, 6. trò chơi kết thúc rồi tiểu tử nói xong vực chủ dùng một tay đâm xuyên qua ngực phân thân kết thúc ừ có lẽ ở trên trời ngươi là thần cao cao tại thượng nhưng đã tới địa bàn của ta tinh khí chủ phân thân đã tiến vào phạm vi lĩnh vực tinh ký chủ ta rất tức giận thèm vào quan tâm hắn là thần hay là thánh không thể dãy ruộng sao sao có thể chứ ngươi là cái thá gì tinh đều phải chết người nên chết chính là ngươi đó vực chủ à sau khi tiến vào lĩnh vực trường an dùng một chiêu nhẹ nhàng nhất giết chết vực chủ tinh đang tính toán điểm lĩnh vực khổng lồ may mắn phân thân có thể hưởng một lần lực lượng của lĩnh vực chưa kịp nói xong thì bên trong xác của vực chủ có một cánh tay bỏ ra tên này lẽ nào còn có thể sống lại sao một cô gái xinh đẹp bước ra. Trường An giật mình. Sự giải dụa của ngươi không có nghĩa lý gì hết. Hóa ra, vực chủ sớm đã bị con này khống chế. Lý giải được vì sao những vực chủ khác bị moi ruột. Lần này, đổi người khổng lồ rồi à. Không nói nhiều, cô gái này lập tức tấn công Trường An. Cỗ khí tức này không phải là của giới vực này hay sao? Đây là công kích gì? Không đau, không ngứa, không tốt, phải tránh ra. Những khí tức này bắt đầu chui vào người Trường An khiến cho phân thân Trường An lập tức tử vong, thần thức của Trường An bay về với bản thể. Chuyện gì thế? Dáng vẻ đó là chân thân của tiên chủ cất chó sao? Không đúng, không giống người của tiên giới, rốt cuộc là gì? Kết thúc chấp 63, chúng ta cùng chờ đón chấp sau nhé.